Đây là ốc ngựa nha mọi người, nó ngựa lắm, nó đặt lên ốc ngựa con bự luôn. Cục bắp là nó hình như là kết hợp với hải sản hơi bị nhiều cái gì hả? Đúng vị của nó đúng không? Đúng. Như con này nè, chưa bao giờ ai ăn sò me. Ừ. Tại nếu mà sò me nó lãng. Ừ. Nó không, chỉ có sò tỏi, sò bơ, rang muối thôi. Sò me nó không có phải là cái luôn. Về mì móng.